Đảng ủy Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định rõ vai trò tiên phong chiến lược của ngành bưu chính viễn thông, đổi mới công nghệ thông tin, thay đổi tư duy, cách tiếp cận để phục vụ người dân và đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động. Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện Thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra chiều nay. Đảng ủy Bưu điện Thành phố cho biết, vượt qua những khó khăn sau hơn 2 năm đại dịch COVID-19, đơn vị đã có các phương án đổi mới tổ chức sản xuất để thích ứng với tình hình, trọng tâm là dịch vụ bưu chính chuyển phát và đảm bảo thu nhập người lao động, mục tiêu tăng thu nhập bình quân 9% hàng năm, triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng mạng thông tin hiện có. Về công tác xây dựng đảng, trong nửa nhiệm kỳ qua, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc sinh hoạt đảng từ cấp ủy cơ sở đến chi bộ trực thuộc. Công tác phát triển đảng viên đã có sự chuyển biến nhưng chỉ đạt 45% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ mong muốn Đảng bộ Bưu điện Thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn động, đặc biệt trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể. Chúng ta cần quan tâm hơn, nhiều hơn nữa đến cái hoạt động của đoàn thanh niên cũng như của công đoàn. Chúng ta vừa giáo dục, bồi dưỡng để nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao cái nhận thức trong cái hành động của từng cán bộ, công chức, viên chức của ngành bưu điện chúng ta ở từng cái vị trí việc làm, và qua đó chúng ta cũng kịp thời bồi dưỡng để phát triển đảng và đào tạo, bồi dưỡng để những cái lực lượng kế thừa và ngũ cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới, để nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, rồi chất lượng sinh hoạt của đảng viên, của cấp ủy. Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị đơn vị cần tập trung lãnh đạo, tăng cường kiểm tra giám sát ở cơ sở, chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ sở bưu điện, trở thành điểm thu hút du khách và người dân thành phố.